Minasan konnichiwa. Tân des. Hello everybody, my name is Tom. Xin chào các bạn, mình là Tân. Trong chuỗi video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách học ngữ pháp của 50 bài Mina Nihongo, một giáo trình nổi tiếng trong ngành tiếng Nhật. Mục tiêu của chúng ta là 4 đến 5 tháng sẽ đạt được từ con số 0 lên GLPT N4. Mình xuất phát từ một giáo viên dạy tiếng Anh, và tiếng Nhật mình cũng hoàn toàn là tự học. Thì cái việc mà đã học tiếng Anh từ trước cũng giúp cho mình rất nhiều trong cái việc chinh phục ngữ pháp của tiếng Nhật. Và sau đây mình sẽ tóm tắt ngữ pháp của từng bài một. Bài đầu tiên, cái phần thứ nhất, chúng ta sẽ học về thể khẳng định và phủ định của một danh từ. Đây là cấu trúc. Thể khẳng định là danh từ des, còn thể phủ định là danh từ dewa arimase cho văn viết, và danh từ dạ arimase đối với văn nói. Khẳng định thì dịch là, phủ định dịch là không phải là. Chúng ta đi vào ví dụ cụ thể này. Học sinh đúng không? Từ vựng này. Gakusei là học sinh. Gakusei desu. Không phải là học sinh thì thế nào? Gakusei za arimasen. Ví dụ 2, ông Yamada là Yamada. Yamada desu. Không phải là Yamada. Yamada za arimasen. Khá đơn giản. Sang phần thứ hai, học về trợ từ wa. Các bạn thấy cách viết nó giống như từ ha, tuy nhiên đọc thì lại là wa. Wa, danh từ trước nó là chủ đề của câu và dùng để giới thiệu về một đề tài nào đó mà người nói muốn đề cập đến. Có thể dùng wa để phân cách chủ và vị trong câu. Chúng ta đi vào ví dụ cụ thể như sau ạ. Tôi 20 tuổi. Watashi là tôi. Watashi wa hatachi desu. Hatachi 20. Hay là câu tôi không phải là học sinh. Watashi wa gakusei za arimasen. Phần thứ 3, chúng ta học về câu nghi vấn. Cấu trúc của nó. Wa danh từ desu ka? Hay wa danh từ za arimasen ka? Và cũng giống như tiếng Anh thì câu nghi vấn là phải lên giọng ở cuối câu. Đấy. Ví dụ như là bạn có thích nó không, trong tiếng Anh chúng ta nói là do you like it? Là lên giọng đúng không ạ? Ở từ it. Phải không? Ví dụ bạn là học sinh phải không? Anata wa gakusei desu ka? Hay là câu anh Tanaka không phải là bác sĩ phải không? Tanaka-san wa isha za arimasen ka? Rồi, chúng ta sẽ thực tập lại câu này. Anata, sorry. Tanaka-san wa isha za arimasen ka? Phần tiếp theo, chúng ta học tới câu hỏi xác nhận. Yes, no. Đúng không? Người A sẽ hỏi là cái gì đó wa danh từ desu ka? Thì người B sẽ có hai cách trả lời. Khi đồng ý chúng ta nói là hay, phải, danh từ desu. Còn nếu không đồng ý thì ie, danh từ za arimasen, danh từ một desu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ này. Ở đây chúng ta thấy có chữ katakana âm ghép đúng không? Shumito sang quá
đôi chữ chính đề Scott, đôi chữ là nước Đức. Trả lời xác nhận, vâng, là người Đức. Hay, đôi chữ chính đề. Chúng ta đọc lại câu này nhé. Siêu mịt tộ sáng quá, đôi chữ chính đề Scott. Hay, đôi chữ chính đề. Vâng, là người Đức. Câu thứ hai, bạn 18 tuổi phải không? Anata là bạn. Qua thì chúng ta vừa học qua cái trợ từ đó rồi. Thế còn từ 18 này, các bạn nhìn. You had sai, đúng không ạ? You had sai discard, để có âm ngắt thể hiện bằng cái chữ này nhỏ, had sai. Anata wa chiwasai discard. Bạn 18 tuổi phải không? Trả lời không, tôi 20 tuổi. Iye watashi wa hatachi desu. Chúng ta thực tập lại hai cái câu này. Anata wa chiu hatsai desu ka? Iye watashi wa hatachi desu. Phần tiếp theo, chúng ta học về câu hỏi với nghi vấn từ, cấu trúc. Một người sẽ hỏi là gì đó qua nghi vấn từ Descartes, và người B sẽ trả lời cái danh từ và Des. Thì thay vị trí của nội dung bạn muốn hỏi bằng một nghi vấn từ này. Nghi vấn từ là các từ dùng để hỏi như là ai, cái gì, ở đâu, mấy tuổi hay bao nhiêu tiền. Và đối với dạng câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời trực tiếp mà không có hay và ý ẹ. Ví dụ, Anukata wa donata desu ka? Trả lời là chị Yamada. Yamada san desu. Ví dụ 2, hỏi bạn bao nhiêu tuổi, đúng không? Anata wa nansai desu ka? Trả lời watashi wa hatachi desu, tôi 20 tuổi. Phần thứ tư, chúng ta học về chữ trợ từ mố là cũng, được dùng khi có yếu tố được lặp lại ở câu văn trước. Khi yếu tố lặp lại bị mất đi thì mô cũng sẽ bị mất đi. Điều ví dụ, Tanaka san wa jiwasai desu. Yamada san mo jiwasai desu ka? Thì câu này là như thế nào? Tanaka 18 tuổi, Yamada cũng 18 tuổi phải không? Đấy, có từ mô đây các bạn nhìn. Nếu trả lời là không phải, Yamada 20 tuổi. Iye Yamada-san wa hatachi desu. Ví dụ thứ hai, nói là tôi không phải là học sinh. Tôi thì là gì? Watashi, đúng không? Watashi wa gakusei ja arimasen. Bạn Harada cũng không phải là học sinh. Harada san mo gakusei ja arimasen. Phần tiếp theo, chúng ta học tới trợ từ no. Cấu trúc là danh từ 1 no, danh từ 2 của, đúng không ạ? Thì trong đó N2 sẽ là ý chính và N1 bổ nghĩa cho N2. Và trong cái bài này thì N1 chúng ta biểu thị nơi sở thuộc của N2. Câu ví dụ của chúng ta như sau này. Học sinh của trường đại học Phú Sĩ. Fuji, đúng không ạ? Phú Sĩ. Fuji
Daikaku no gakusei desu. Gakusei là no. Trường Đại học Phú Sĩ là Fuji Daikaku. Thì có phải là N1 đệ. Trường Đại học Phú Sĩ là cái nơi sở của cái thằng học sinh này đúng không ạ? Ok, chúng ta nói lại. Fuji Daikaku no gakusei desu. Câu thứ hai. Giáo viên của trường đại học Sakura. Sakura. Đúng không? Daikaku no sensei desu. Sakura Daikaku no sensei desu. Phần 6. Chúng ta học ngữ pháp về hỏi tuổi. Thì hỏi tuổi sẽ có hai cách hỏi như sau ạ. Cái cấu trúc cách hỏi thứ nhất là wa oikichu desu ka? Hoặc là chúng ta sẽ nói nansai, hỏi về bao nhiêu tuổi. Thì oikichu sẽ hỏi lịch sự hơn. Chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể này. Yamada sensei wa oikichu desu ka? Thầy Yamada bao nhiêu tuổi đúng không ạ? Thì trả lời thầy Yamada 40 tuổi sẽ như thế nào? Yamada sensei wa. Đây, số 40 này. Jun Jun rất dài đúng không ạ? Có thêm âm ngắt các bạn nhé. Jun rất dài. Câu thứ hai, bạn bao nhiêu tuổi? Anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Và trả lời là tôi 21 tuổi. Ni Nichiu đúng không ạ? New Jitsai. Yes, ok. Phần 7, chúng ta học về các hậu tố là sằng và chằn đúng không? Sằng thì được dùng sau họ tên người nghe hoặc người ở ngôi thứ ba này, và không dùng sau họ hoặc tên của chính mình. Đối với trẻ em thì nó dùng chằn với sắc thái thân mật hơn thay thế cho sằng, và có thể dùng chằn cho cả bé trai lẫn bé gái này, không phân biệt. Chằn dùng cho bé gái đúng không? Hay là khẩn dùng cho bé trai như ta học trước đây. Ví dụ như sau, người kia là ông Watt chẳng hạn. Anokata, Anokata wa Watto san desu. Rồi, tiếp theo. Anh Thawapfong là sinh viên à thì sẽ nói như thế nào? Thawapfong đúng không? Đây là từ tha này, wa po. Thawapfong san wa gakusei desu ka? Chúng ta nói lại. Thawapfong san wa gakusei desu ka? Trả lời, vâng, là sinh viên. Hai. Gakusei desu. Hai. Gakusei desu. Trên đây là ngữ pháp của bài thứ nhất. Và hẹn gặp lại các bạn vào bài thứ hai trong giáo trình Nina Nyong'o.